Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Online sẽ hân hạnh gửi tới các bạn một trận cờ kinh điển khi mà Vương Thất thi tài cùng với Trịnh Duy Đồng, nhân vật số 2 của làng cờ tướng Trung Hoa, trong vòng thiếu thứ 2 trận lượt đi của Big Quý Viên Bôi năm 2020, đánh ngày 13 tháng 12. Chúng ta sẽ cùng xem. Bên đỏ đi tiên, Vương chơi khai cuộc bằng hệ thống khởi mã cuộc. Bên đen của Trịnh Duy Đồng đối lại bằng hệ thống tiến binh 3, và ở đây thì bên đỏ có khá nhiều hệ thống lớn như là đường cờ binh 3 tiến 1 hoặc là chuyển pháo đầu. Tuy nhiên trong trận chiến trên thì Vương đã lựa chọn phương án tách pháo qua để mở bật xe. Bên đen Trịnh Duy Đồng mã 2 tiến 3. Bên tiên ra xe, xe 1 bình 2 và tiếp theo đường cờ binh 3 tiến 1 đến từ ngoại tinh lấy khách. Trong biến hóa tiếp theo thì Trịnh Duy Đồng đã đua đòn bằng đường cờ pháo 2 tiến 4 ngay để phong tỏa đường xe. Ngoài biến hóa đó thì bên đen có một biến khác cũng thường chơi, đó là hệ thống cờ tượng 7 tiến 5. Tuy nhiên khi mà bên đen đi hình cờ tượng 7 tiến 5 như vậy thì đây là cái hình cờ mà bên đen không có quá nhiều lực phản về sau. Trong thực chiến của ván đấu này thì danh thủ Trịnh Duy Đồng lựa chọn phương án cờ pháo 2 tiến 4. Bên đỏ Vương phát triển mã. Bên đen mã 8 tiến 9 và tiếp theo đường cờ xe 8 tiến 1 chơi hoành xe để có thể chuyển lộ tấn công. Bên đen pháo 8 tiến 4. Vương tháo còn mã 7 thoái chiến ngay, một thủ pháp rất hay của ngoại tinh lấy khách. Các bạn thấy đường mã của Vương thoái bên rất tị, phía sau có thủ pháp rời pháo qua là tranh tiên ngay. Trong đường cờ tiếp theo thì bên đen của Trịnh Duy Đồng đi đường cờ tượng 7 tiến 5. Ngoài phương án đó thì bên đen có một phần khác cũng có thể chơi khá tích cực, đó là đường cờ chơi hoành xe. Đây là một trong những thủ pháp đưa xe ra vị đẹp để có thể tấn công về sau. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen của Trịnh Duy Đồng đi đường cờ tượng 7 tiến 5. Bên tiên Vương tách pháo qua, pháo 9 bình 7 đang có thể bắt pháo. Bên đen pháo 2 tiến 1 nhóm mã của Vương, tượng 3 tiến 5 và tiếp theo đường cờ phát triển mạng tấn công đến từ Trịnh Duy Đồng. Bên đỏ của Vương pháo 2 bình 1. Bên đen xe 9 bình 8 chạy qua và tiếp theo đường cờ binh 5 tiến 1. Sau khi bên đen đi đường cờ binh 5 thì trong thực chiến, nhân vật số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc đi đường cờ xe 2 tiến 1 ngay, hình thành song hoành xe. Ngoài bên hóa đó thì bên tiên của Vương có thể đi đường cờ khác, đó là hệ thống cờ binh 7 tiến 1, một thủ pháp làm mỏng lộ của bên đen, về sau có xu hướng đi đường cờ xe 8 tiến 1 để cướp cây. Các bạn thấy đây là một cái thủ pháp khá tinh vi khi về sau có thể đoạt tượng và chuyển qua bắt xe. Hình cờ sẽ là ưu một chút dành cho bên của Vương Thất. Trong thực chiến của hình cờ thì Vương đi đường cờ xe 2 tiến 1. Chúng ta sẽ cùng xem. Bên đen Trịnh Duy Đồng tiến binh 5, một đường cờ phê tốt để có thể đi đường cờ mã 4 tiến 3, tranh tiên đoạt về tốt đầu. Bên đỏ của Vương binh 5 tiến 1 tiến tốt tấn công, và trong hình cờ tiếp theo thì bên đen đã thoái con mã về trung lộ ngay. Ngoài phương án đó thì bên của Trịnh Duy Đồng có một phương án khác có thể chơi được, đó là đường cờ pháo 8 bình 1, một cái thủ pháp thoát pháo qua để cướp tốt về trận hình của bên Vương. Đây là cái hình cờ mà về sau bên đen sẽ bị đỡ hơn về phần cờ tàn. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen của Trịnh Duy Đồng đi cờ mã 3 thoái 5. Bên đỏ của Vương Thất pháo 1 tiến 4 ngay để vật tốt. Trong tiền hình cờ tiếp theo thì bên đen của Trịnh đã đi đường cờ khá tinh vi, đó là đường cờ binh 3 tiến 1. Các bạn thấy ngoài ra thì bên đen không thể có đường cờ lăng mã được bởi xe chạy qua ngay. Trong thực chiến thì cao thủ Trịnh Duy Đồng lựa chọn phương án cờ binh 3 tiến 1, một đường cờ cũng đầy ẩn ý đến từ Trịnh Duy Đồng. Trong thực chiến thì Vương đã bình tĩnh đi đường cờ pháo 1 thoái 2 để phòng thủ ngay. Ngoài ra trong biến hóa trên, nếu mà bên đỏ sai lầm mà cất tượng qua thì sao? Khi đó bên đen sẽ có thời cơ dùng con pháo 2 bình 7 ngay chấp nhận bỏ xe để lấy thế công. Các bạn thấy đây là một trong những cái đường tính rất sâu của Trịnh. Nếu bên đỏ dính phải cặp bẫy này rất dễ thua. Các bạn thấy được nếu mà xe ăn xe là bên đen sẽ cướp lại cơ hội bằng đường cờ đưa con pháo vào trung lộ ngay, đang dọa cái thủ pháp pháo 7 bình 5 để tuyệt sát. Các bạn thấy đây là cái hình cờ mà bên đen sẽ bị vỡ trận ngay và thua cuộc. Trong biến hóa khác, bên đỏ chạy xe qua đây thì sao? Thì vẫn bị cái thủ pháp bên đen có bình pháo vào. Các bạn thấy là xe ăn pháo là bị mất xe ngay, còn trong bối cảnh liên tướng để hai xe trợ lực thì thậm chí còn thua ngay. Khi đó bên đen sẽ có thủ pháp xe 2 tiến 8 và vật được con pháo 5 thoái 2. Trong thực chiến của hình cờ thì khi mà Vương Thiết nhìn thấy hình cờ của bên đen, anh đã không đi đường cờ cất tượng qua, đã lập tức đi đường cờ pháo 1 thoái 2 để bắt con mã nguy hiểm của bên đen ngay.
Bên đen Trịnh Duy Đông rẽ tốt phòng thủ. Bên đỏ Vương tách xe qua để bắt tốt. Và trong biến tiếp theo thì lựa chọn của cao thủ số 2 Trung Quốc là đường cờ C2 tiến 5 tiến qua để phòng thủ. Ngoài phương án đó, bên đen có một phương án khác có thể chơi mang tính chất tấn công xô xát, đó là đường cờ bất ngờ rẽ con pháo qua lỗ 3 để có thể vật lộn trong tương lai. Khi đó bên đỏ có ăn qua thì bên đen có thủ pháp pháo vật lộn ngay. Đây là một trong những cái thủ pháp tranh công đua đòn. Bên đen ăn qua đang dọa sát cục. Các bạn thấy trong hình cờ trên thì bên đỏ bắt buộc là phải bình pháo qua cản được, bởi nếu mà sai lầm bên tiên ăn xe là bên của Trịnh sẽ thả mã ra cục ngay. Tuy nhiên trong trận chiến trên thì khi đánh ra hình cờ đó, bên đỏ của Vương vẫn có thời cơ để chạy xe qua để phòng thủ. Và các bạn thấy đây vẫn là cái biến hóa mà về sau bên đỏ của Vương vẫn là đứng ở cái thế cờ trên. Tiến chiếu thì lên thôi, về sau có xu hướng thoái còn pháo 7 thoái 1 để có thể cùng nhau bắt quân. Các bạn thấy trong biến trên thì bên đỏ sẽ ăn xe lên và bên đen sẽ vượt qua. Hình cờ trên là hình cờ mà bên tiên vẫn đứng ở cái thế đẹp hơn khi có những đồ tốt khá mạnh và đầu quân cũng linh hoạt hơn. Trong biến nói trên thì các bạn có thể lưu ý thêm là bên đỏ cũng không thể đi cờ ăn sĩ lên được, bởi như vậy là bên đen có thể đơn giản vượt qua. Xe không ăn qua được, xe ăn qua là bị xe 8 tiến xuống là mất xe ngay. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen Trịnh Duy Đông không đi đường cờ bình pháo qua. Anh đi một biến hóa đơn giản hơn là đường cờ C2 tiến 5. Bên đỏ Vương thiết phá một bình 5, ăn cây. Tốt qua và tiếp theo đường cờ rất cao, hệ thống cờ xe 6 tiến 2. Bên đen Trịnh Duy Đông xe 8 tiến 1. Bên tiên Vương vươn mã lên để bắt pháo tranh công. Các bạn thấy là đang đánh rất hay trong phần chung cục. Trịnh vượt qua. Bên đỏ Vương thiết xe 8 tiến 1. Đang đe dọa bắt pháo. Bên đen tiếp tục là phải rời xe qua lộ 2 để phòng thủ ngay. Và trong hình cờ trên thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp những thủ pháp điều quân cực kỳ đỉnh cao của ngoại tinh lấy khách. Đầu tiên là biến hóa phòng thủ trước đường cờ sĩ 4 tiến 5. Bên đen Trịnh Duy Đồng C2 thoái 1 và bên đỏ của Vương đã khéo léo thoái con pháo 7 thoái 1 về ngay. Đang âm mưu tầm xa có thể bình qua lộ 8 để tranh tiên. Thoái pháo về và đường cờ tiến xe qua để ép đấu. Trong thực chiến thì bên đen đã phải chấp nhận phương án này đối với bên của Vương, bởi nếu mà đi đường cờ thoái xe về thì bên đỏ sẽ có thủ pháp trùng xe để dọa sát cục, thông qua đó để có thể bình được con pháo 7 bình 8 là chết xe ngay. Các bạn thấy là những đường tính rất cao của ngoại tinh lấy khách. Thực chiến đang ở cái thế kém hơn thì bên đen cũng đã phải chấp nhận phương án đấu xe đối với Vương. Bên đỏ ăn tốt qua và đang phục ra cái thủ pháp pháo 7 bình 8. Bên đen đã phải thoát xe đi và ngoại tinh lấy khách thản nhiên cầm pháo vật tượng ngay. Các bạn thấy những đường pháo rất hay của Vương Thiết. Sau khi hai bên thi triển những đường cờ rất cao ở Trung Quốc thì đánh ra hình cờ trên, các bạn thấy được là bên đỏ của Vương đang có thế rất ưu thế khi đánh gãy tượng được trong hình cờ của Trịnh Duy Đông, đặc biệt là những đồ tốt của anh rất mạnh. Bên đen C3 bình 5. Bên tiên Vương tiến xe quản lý hàng tốt. Vương bình 1 tiến 1, bên đen đã thoát mã lên tấn công. Đây là một trong những hy vọng cuối cùng của kỳ thủ số 2 trong hàng cờ tướng Trung Quốc ngày nay. Tới đây chúng ta sẽ cùng xem đánh, bởi trong biến hóa trên thì rất khó dành cho bên đen có thể thủ hòa được trong trận cờ chậm ở vòng điều thứ 2. Bình 3 tiến 1. Trịnh tiến xe bắt mã, bên đỏ cho thoái về. Sĩ 4 tiến 5. Lắc tốt qua hình thành cặp tốt huynh đệ rất mạnh. Và đường cờ tiếp theo, mã 4 tiến 3. Vương C3 bình 7 để cướp tượng, đồng thời đang phục ra cái thủ pháp có thể thoái xe về để phong tỏa hệ thống xe mã của bên đen và tùy cơ đi những đường tốt tấn công. Trong hình trên thì bên đen không muốn bị phong tỏa đã thoái mã về, chấp nhận để mất tượng. Vương cho thoái xe bắt tốt. Bên đen tách qua và bên đỏ đã phát triển mã 4 tiến 2, phía sau đã có xu hướng mở cờ để có thể vút lên đầu tượng tấn công. Mã 2 tiến 4. Sĩ 4 tiến 5 và ngoại tinh là khách cầm con mã của mình tiến lên bắt xe ngay. Vương chạy qua vừa nhìn tốt vừa đe dọa đường cửa tấn công. Bên đen mã 8 tiến 9.
bên đỏ chống sĩ lên để giải thoát trận hình trước khi tung ra những đòn đánh quyết định để dứt điểm ván đấu. Bên đen của Trịnh ra tướng, bên đỏ thả mã qua một đường cờ rất cao của vương. Trong bối cảnh trên thì bên đen đã không dám đi đường cờ ăn mã, mà chúng ta thấy được đi như vậy là sẽ thua. Khi đó bên tiên sẽ có thủ pháp binh 6 tiến 1, đe cục ngay. Và là tiến binh, các bạn thấy có xe có đâm thì có thể lên thôi, về sau vẫn không thể thoát khỏi sát cục trong bối cảnh trên. Trong thực chiến thì bên đen của Trịnh Duy Đồng cố gắng vẫy vùng bằng đường cờ tiến mã tấn công. Vương ra, sĩ 6 tiến 5 và lắc qua. Bên đỏ của vương thả mã để trừ tướng ngay. Trong biến đổi tiếp theo thì bên đen đã phải vào tướng, bởi nếu mà lên là thua ngay. Lên khi đó vương sẽ thoái con mã về và đâm xe. Chúng ta sẽ cùng xem thực chiến của văn cơ thì bên của Trịnh Đồng đã chạy tướng vào trung lộ. Bên tiên vương đâm xe chiếu và chém mã của sĩ. Đánh thành cờ trên thì bên đen trong thực chiến đánh thủ Trịnh Duy Đồng đã phải buông cờ nhận thua trước những đòn tấn công quá sắc bén của ngoại tinh lê khách. Chúng ta có thể thấy được đánh tiếp nếu mà bên đen cố đánh bằng đường cờ đâm chiếu thì có thể lên thôi, về sau vẫn phải là cái thủ pháp tìm cách phòng thủ, bởi nếu mà đi qua đây để đe cục trước thì vương sẽ thoái về là thua ngay. Ở trong bối cảnh cố tình lên tướng để thoát đi thì vẫn không thể tránh khỏi sát cục trong tương lai, khi đó vương sẽ nhẹ nhàng đi đường cờ xe 9 thoái 1 và thoái con mã về để đe dọa đường cờ tiếp theo xe 9 tiến 1, bên đây không tài nào có thể qua khỏi. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa phân tích cùng các bạn và đánh trên một trận cờ rất hay của ngoại tinh lê khách Vương Thiết trong trận so tài tại vòng điều thứ 2 lượt đi của Bích Quý Viên Bôi năm 2020. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.